Kho máy dán cạnh và máy CNC đã qua sử dụng. Đây là toàn bộ hệ thống máy của Đan Sinh. Máy dán cạnh 6 chức năng, chất lượng rất cao, máy nguyên bản, sử dụng hệ thống màn hình cảm ứng hết. Đấy, phụ kiện luôn sẵn sàng, rất nhiều. Lượn qua vòng cho anh em xem, máy móc luôn trong tình trạng ngon nghề để đợi các anh em đến múc mang về nhà. Máy đời cao, rất sạch sẽ, đẹp đẽ, bảo hành lâu dài cho anh em. 60C và 60CE. Đây là máy 5 chức năng. Máy 5 chức năng rất nhiều máy móc cho anh em, bát ngát, thoải mái để mua. Bây giờ sẽ đi ra xem. Đây là hệ thống máy 7 chức năng có phay của Đan Sinh, MFB60CI, tiêu chuẩn cao, chuyên hàng flywood ấy. Và dán mạch keo rất là đẹp. Đây là máy CNC một đầu thay dao tự động. Rất nhiều máy gia công trung tâm, một đầu thay dao tự động này, máy một đầu này, máy một đầu này, dao thẳng hàng này. Đấy. Hệ điều hành chủ yếu là Syntec với LNC. Máy ba đầu này, cấu hình rất cao. Một đầu ổ dao xoay này. Cho anh em thỏa sức để lựa chọn. Ba đầu KDT 4 đầu đời cao. Ba đầu lô tì ép ván, nâng hạ tự động, gấp ván tự động. Đây là Đan Sinh chưa vệ sinh. Rất nhiều, còn rất nhiều nữa. Đây là kho quận 12, Hồ Chí Minh. Dọn dẹp, chuẩn bị nghỉ lễ.